Hôm nay bác sĩ Tình muốn chỉ cho quý vị cách nào là gọi là tĩnh tâm, meditation. Thì thực sự cái meditation, cách tĩnh tâm nó rất là nhiều thứ, nhiều loại, tùy theo thường thường bên đạo Phật, người đạo Phật thì hiểu các thầy là dĩ nhiên là có ngồi thiền hay là gọi là ngồi định thiền gì đó, meditation, thì nó có nhiều cách. Bên Ấn Độ họ khác, rồi mỗi một cái phái làm khác, rồi có nhiều khi cái cách cũng cách đó, nhưng mà có người có thể ngồi cái đó nhưng mà họ tăng được cái gọi là như cái nội công vậy. Thì những cái đó là rất là nhiều cái khác nhau. Những cái đó đều nó đều là có thật, nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà mình muốn ngồi thiền, meditation, mà để cho nó giúp cho cái sức khỏe cho mình thì nó khác, nó rất là dễ. Mỗi ngày quý vị có thể đầu tiên bắt đầu thì một ngày chừng 5 phút, tìm một cái chỗ như thường thường giống như là sáng sớm mới thức dậy, chưa có ai chung quanh mình, hoặc là tối một mình đi tìm một cái phòng yên lặng tối, rồi mình ngồi trên cái ghế cũng được, hay là ngồi xếp bằng cũng được. Có nhiều người họ làm giống như lâu rồi thì họ ngồi xếp bằng, để một cái gối phía dưới cho êm rồi ngồi, rồi hai cái tay mình ngồi cái lưng cho nó thẳng, rồi để hai cái tay của mình mở lên cũng được, để xuống cũng được, nhưng trên cái đầu gối, trên cái đùi, làm sao thoải mái thôi, chứ cũng không có nhất thiết quan trọng. Rồi cái mặt mình thì nhìn thẳng hoặc là nhìn lên một chút xíu như vậy đó, rồi nhắm mắt lại vậy thôi, rồi hít vô chậm rồi mình thở ra chậm 3 lần, rồi sau đó bắt đầu cứ ngồi đó, nhắm mắt lại cứ ngồi đó, thì chắc chắn cái đầu óc của mình đó là không có bao giờ mà nó trống hết. Cái đó là cái tự nhiên, là cả tâm thứ nó chạy vô, cái tư tưởng này chạy vô, tư tưởng kia chạy vô. Lúc mình không có nói chuyện thì thôi, làm việc thì thôi, mà ngồi xuống một mình như vậy mấy phút mà không được là tại vì cái tư tưởng này nó chạy vô, ngày mai phải đi đem xe đi đây, ngày mai đi chợ, ngày mai phải đi nấu nướng cái này, ngày mai đi làm việc, ngày mai trời mưa. Thành ra là nó cứ nghĩ tới chuyện xưa, nó nghĩ tới chuyện chưa tới, cái đó là nó như vậy. Nhưng mà cái cách lúc mình ngồi á thì cứ như vậy, cứ khi nào mà có một cái ý tưởng nó tới, tại vì cái đầu óc của mình mỗi một lần nó chỉ có được một cái tư tưởng thôi. Nếu quý vị để ý á, là cũng giống như một cái màn ảnh vậy, giống như một cái màn ảnh nhỏ, rồi có cái chữ nó chạy qua đó, không biết quý vị có thể có thấy cái đó hồi xưa. Ví dụ như có một cái màn ảnh nhỏ như vậy trên cái TV, rồi có cái hàng chữ nó chạy qua, nó giống như vậy, là một cái tư tưởng nó chỉ chạy qua cái óc của mình, nó có mỗi một lần một cái tư tưởng nó tới, mỗi lần tư tưởng nó tới thì đầu tiên nó là hết cái này nó tới là cái khác. Thì khi nó tới là mình đang ngồi như vậy, mình cũng không có, mình chỉ biết như vậy thôi. Thí dụ như mình nhắm mắt lại, cái tư tưởng nó tới thì mình chỉ nói trong bụng mình, nói có cái tư tưởng nó tới rồi thôi, chỉ vậy thôi, rồi cứ bỏ qua, đừng có đi theo nữa. Thí dụ như cái tư tưởng đó là chẳng hạn như ngày mai cần phải đi chợ, thì mình biết như vậy thôi, chỉ để như vậy cho nó đi qua, rồi tư tưởng khác nó sẽ tới. Chứ đừng có suy nghĩ tiếp tục ngày mai đi chợ mua cái này làm cái này. Đó là khi chắc chắn quý vị mới ngồi là sẽ bị như vậy. Nhưng mà khi mình biết là mình làm vậy thì ngưng liền, phải trở lại, đem cái đầu óc mình trở lại cái hơi thở, để ý hít vô, thở ra, hoặc là mình lúc mình hít vô thì mình nói là tôi đang nghĩ, rồi mình thở ra thì mình nói thoải mái. Ví dụ mình thở vô thì mình nói tôi đang ngồi nghỉ, thở ra mình nói thoải mái. Nhưng mình nói ở trong đầu mình giống như có một cái câu niệm chú vậy đó, cái gì cũng được. Nhưng mà mình hít vô mình nói một phần nữa, thở ra mình nói phần nữa. Thì khi mà nhiều cái tư tưởng nó vô trong đầu mình thì mình kéo cái đầu óc của mình trở lại cái câu đó. Đó, ban đầu nó khó, nhưng mà quý vị ngồi khoảng chừng một ngày chừng 5 phút,
rồi từ từ mình quen từ 10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút. Nhưng mà lúc mà chưa có quen á, mình ngồi xuống chừng 2 phút là mình chịu không nổi, mình cũng muốn đứng dậy, cũng muốn nhúc nhích, cũng muốn gãi chỗ này, muốn kéo chỗ kia, nó rất là khó chịu. Nhưng mà làm quen rồi nó rất tốt cho áp huyết của mình, nó tốt hơn, đường tốt hơn, trầm cảm nó tốt hơn, mình lo lắng quá độ nó cũng bớt đi, cái gì nó cũng tốt hết, rồi con người nó thoải mái hơn, sức khỏe nó tốt hơn, đau đớn nó cũng bớt luôn. Cho nên những cái này là người Mỹ đã có nghiên cứu hết rồi. Bác sĩ cũng có training trong cái này thì cũng biết cái này. Cho nên muốn chỉ cho quý vị, quý vị có thể là nếu là bệnh nhân của Nhân Hòa rồi thì nếu muốn biết thêm thì cứ lấy cái hẹn đến. Bác sĩ Tình có thể chỉ cho quý vị, hoặc là không biết bác sĩ Tình có thể in ra chỉ cho mình. Một bác sĩ Tình muốn chia sẻ như vậy thì cái đó nó rất là tốt cho đời sống của mình. Ai cũng làm được, nó không có tốn cái gì hết, chỉ cần cái sự kiên nhẫn với lại bền chí mỗi ngày thôi. Xin chào Nhân Hòa, sống vui, sống khỏe.